cũng xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đang có mặt trong sự kiện khai mạc của văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là thời khắc vô cùng quan trọng, đó chính là nghi thức cắt băng khai mạc của văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại. Chúng tôi xin được mời bộ phận lễ tân sẽ lên sân khấu để thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các đồng chí lãnh đạo. Xin được trân trọng kính mời bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin được trân trọng kính mời Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Và xin được trân trọng kính mời ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc cho chương trình. Và quý vị khán giả thân mến, để các đồng chí lãnh đạo của chúng ta có thể cắt băng được thuận lợi thì chúng ta sẽ cùng đếm ngược 3, 2, 1 được không ạ? Chúng ta sẽ cùng hôn đếm thật to được không ạ? Các đồng chí lãnh đạo đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Dạ vâng, chúng ta cùng đếm nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự kiện khai mạc của văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 đã chính thức được khai mạc. Vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ạ. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, và chúng tôi cũng xin được mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng tiến đến với các gian hàng. Và gian hàng đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý sẽ cùng đến với gian hàng của du lịch Hải Dương ạ, để cùng thưởng thức những ly trà, trà sen Kiếp Bạc và trà hoa cúc Côn Sơn. Và đó là những tích lũy của mảnh đất địa linh nhân kiệt chiến linh Hải Dương của Côn Sơn Kiếp Bạc. Và sau đó thì xin mời các quý vị khách quý sẽ cùng đến với các gian hàng để thưởng thức đặc sản của các địa phương. Với 18 gian hàng trưng bày giới thiệu trên 150 sản phẩm tiêu biểu, phong phú về sản phẩm, đa dạng về mẫu mã và chất lượng cao. Bên cạnh đó thì du khách còn được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Hải Dương như là hát chèo, hát ca trù, hát văn. Tham gia tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại có Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương và các tỉnh bạn là Quảng Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang. Và đây là một trong những sự kiện nhằm kích cầu du lịch Hải Dương phát triển và là hoạt động trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2023, từng bước kết nối xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh Hải Dương. Vâng, và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng và kính mời các gia quý vị đại biểu, quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý và các du khách thập phương sẽ cùng đến các gian hàng để có thể trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hải Dương ạ.
nghĩa là đều là uy tín thương hiệu thì đang có.